đây là nồi chiên không dầu. Nồi chiên không dầu, nồi chiên không dầu. Ba cái chỗ này cũng là nồi chiên không dầu. Kể cả hai cái trên này cũng là nồi chiên không dầu. Ở đây mình có hàng loạt nồi chiên không dầu luôn. Và bạn đã sở hữu một cái nào trong số những cái này cho gia đình của mình hay chưa? Hôm nay mình sẽ tư vấn cho các bạn một vài sự lựa chọn khi mà chọn nồi chiên không dầu nhé. Đầu tiên, đó là các bạn phải chọn về dung tích. Nếu như mà gia đình nhà bạn là một gia đình có đông người, có 5 người, 6 người thì bạn nên ưu tiên chọn những cái con nồi chiên không dầu mà nó có những cái size khá là lớn. Đây, những cái con như thế này, Olivo này, Dingo này, hay là những cái con Kalai ở phía trên này, những cái con mà nó có dung tích lớn, nó sẽ giúp bạn nấu nướng được nhiều hơn. Khi mà bạn nấu, bạn có thể nhét nguyên cả cái con gà vào phía trong này, bạn vẫn có thể quay được một cách hoàn toàn bình thường luôn. Những cái con gà nhét vào đây, con gà size khoảng 2,5 kg. Còn nếu mà gia đình bạn á chỉ có ít người thôi, có khoảng 2-3 người, thì những cái con máy mà nó có size nhỏ, ví dụ như con máy Tapuho ở đây hay là con máy Olivo ở phía trên này, là một sự lựa chọn khá là thích hợp. Bạn vẫn có thể nấu được, vẫn có thể nướng được gà nguyên con, nhưng tất nhiên là size của nó sẽ bị nhỏ hơn một chút. Ngoài ra, ở đây mình sẽ có hai dòng. Một dòng là nồi chiên không dầu và một loại nữa là nồi chiên không dầu hơi nước. Ví dụ như con Tapuho này hoặc là con Olivo này thì nó thường gọi là nồi chiên không dầu hơi nước. Ngoài tác dụng là các bạn có thể chiên rán như một cái nồi chiên không dầu bình thường, thì bạn còn có thể sử dụng cái tính năng đó là hơi nước của nó nữa. Thì hơi nước này lúc này nó sẽ làm chín thực phẩm bằng cách là nó đun sôi nước và tạo ra hơi nước ở trong cái lồng này. Giống như là mình hấp vậy á, các bạn sẽ hấp chín trước, sau đó thì bắt đầu mới nướng lại cũng được. Hoặc bạn chỉ đơn thuần là sử dụng cái tính năng hấp của nó thôi, thì nó cũng sẽ tiết kiệm cho các bạn khá là nhiều công đoạn và thời gian, đúng không? Mình không nghĩ là bây giờ gia đình bình thường nào cũng trang bị một cái nồi hấp đâu. Thì bởi vậy nên các bạn có một cái nồi chiên không dầu kết hợp với cả hơi nước, thì bạn vừa chiên được, vừa nướng được, vừa hấp được. Nói chung là khá là nhiều sự lựa chọn về món ăn cho các bạn. Và ở đây mình cũng có hàng loạt sự lựa chọn về các cái sản phẩm. Nói chung là khá là đa dạng. Bạn nào mà thích sản phẩm nào thì có thể inbox cho mình để sở hữu một em nhé. Và thông tin chi tiết về các cái con máy phía sau lưng mình thì mình để ở trong phần mô tả. Các bạn có thể bấm vào đó để có thể tìm hiểu thêm về những cái dòng máy này. Cảm ơn các bạn đã coi tới đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Bye bye.